Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Hatsi Inu các bạn. Thì để tham gia dự án này, các bạn cần click vào link mô tả, mình mở Telegram và start chatbot các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller các bạn. Rồi bạn này memo, rồi bạn mới đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn join kênh seller nữa. Rồi tiếp tục các bạn nút chat nè. Ôi cặp trai này khá là đơn giản các bạn. 5U4Q. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi khi tham gia dự án này các bạn sẽ nhận được chỉ giá là 120 đô token Hinu các bạn. Một token Hinu bằng khoảng 1 đô ạ. Rồi các bạn bấm chào Atri các bạn. Chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Thì chương trình airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8 và phong phối vào ngày 14 tháng 8 nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller xong xuôi thì các bạn tiếp tục follow tại Twitter. Like và retweet đang 3 người bạn. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn copy hashtag lên giúp mình nha các bạn. Rồi sau khi các bạn follow xong xuôi thì các bạn tiếp tục các bạn like và chỉnh trang tweet cái bài này nha các bạn, nhớ hashtag này nè. Like nè, chỉnh trang tweet nè. Rồi các bạn dán vào đây, các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn mới up lên các bạn. Các bạn bấm vào một claim Hinu. Rồi tiếp tục thì các bạn submit cái đường link profile link tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Nhấp vào bao gần cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập vào bao gần cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Collect nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn bấm Satis để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã nhận được 120 token Hinu nữa các bạn. Các bạn việc lên ghép mà chia sẻ cho bè những cái thằng được kiếm được token các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.